Chào mừng top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2022 đã có mặt tại Sri Lanka. Thì cho Thảo Uyên hỏi một xíu là cảm nhận của ba bạn khi mà sử dụng sản phẩm của Sri Lanka, nhà tài trợ chính cho chương trình Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2022. Chắc đầu tiên là cảm nhận của Hoa hậu Ngọc Châu đi ạ. Chắc là trong suốt các hành trình đến với Miss Universe Việt Nam 2022 thì Châu cũng như là tất cả các bạn thí sinh còn lại top 41 hay là top 71, tụi mình đều nhận được những cái sự hỗ trợ và những cái sự đồng hành từ thương hiệu giày Sri Lanka. Và Châu thì cũng giống như Tiên hay là Nhi hay là Tiên thì Châu cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thương hiệu Sri Lanka đã đồng hành cùng với Châu và tất cả các bạn thí sinh Hoa hậu Hoàng vũ để cho Châu và các bạn có được những bước đi chắc trên sân khấu, có một cái sự tự tin và có thể tỏa sáng trên sân khấu. Và Châu xin chúc cho thương hiệu Sri Lanka sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và sẽ là nhãn hàng tin cậy của mọi phái nữ nha. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho bác của này, chúng ta cùng shopping tại Sri Lanka nha. Yeah.